vậy sao bắn trời. Chết. Còn tôi hú bạn ơi. Đây lên ngay xuống lượm luôn kìa. Đây nè, chết đó thì đừng bò nữa, giữ người kia. Có cây này làm móc được không? Làm móc đi. Làm móc đi. Thêm dây này nè. Quấn lại. Kêu lấy cái cung dây kìa, có móc vô đầu nó. Nè cung dây nè, bẻ cây lên này. Nó giữ ngực luôn ha. Gì? Hả? Gì? Hả? Chưa kiếm cái cây móc đi rồi. Ghê không? Thấy bắn ghê không? Bắn ghê chưa? Rồi lên TV luôn. Để cây lãm móc đi. Bẻ lại, nhắn lại. Ừ. Rồi buông. Trời ơi, nãy giờ vậy nó lụm thú lên rồi. Không chịu đâu. Thì khiều cũng nên mới được rồi. Đẩy tôi hú ra ngoài. Móc vô cái đầu. Cái đầu. Lên. Trời ơi, con cua hú bông mới tin luôn. Ủa đã. Ôi. Luôn. Ừ, đã em ơi. Ủa, nó tin luôn. Đã. Nên này luôn, nên này luôn các bạn. Tiếp tục các bạn ơi.